Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, và Mộc Nam Huy xin được gửi lời chào tới anh Tiến Minh. Đây là bộ ghế ngũ long cột 12 trên chất liệu gỗ gao đỏ tự nhiên 100% của anh đã đặt tại Mộc Nam Huy. Và hôm nay thì sản phẩm đã được sơn hoàn thiện. Vâng, và cũng theo yêu cầu, Mộc Nam Huy làm cái clip này cho anh để anh có thể xem được các cái sản phẩm của mình ngay tại Mộc Nam Huy. Vâng, nguyên bộ 6 món bao gồm hai ghế đơn, một ghế băng dài, một bàn hộc kéo, một đôn cao hộc kéo và một đôn thấp theo tiêu chuẩn chân đôn, chân bàn, chân ghế nguyên một dàn. Đó là chân 12. Và đây là bộ ghế được Mộc Nam Huy làm với cái tiêu chuẩn cao nhất, đó là tiêu chuẩn bức tó liền hoàn toàn, không ghép. Bức tựa dày 4 phân cũng tiếp tục là bức tựa liền hoàn toàn, không ghép quý chị nhé. Trên cái mẫu ngũ long này thì ở phần trung tâm của cái bức tó này được đục, đó là một cái bức mặt hổ phù rất là đẹp. Xung quanh thì đục tứ linh bao gồm long ly quy phụng với các đường nét đục chạm rất là sắc quý anh chị nhá. Và bên cột thì Mộc Nam Huy đục đó là một cái con phượng đấy, và đục tiếp đến các cái phần cột với các chi tiết lông phượng. Tiêu chuẩn của bộ ghế này được làm đó là tiêu chuẩn tay nghe và vẫn tiếp tục là tay nghe vảy, tay nghe liền nguyên khối, và mặt ván được sử dụng là mặt ván dày 3 phân liền hoàn toàn, không ghép trên tất cả 6 món. Hai ghế đơn vẫn được Mộc Nam Huy làm với cái tiêu chuẩn là bức tó liền hoàn toàn, bức tó đục hổ phù ở hai bên cũng tiếp tục là hai con phượng quý anh chị nhé. Xem kỹ lại một chút về các cái đường nét đục này thì nói về các cái mẫu đục, ví dụ như các mẫu bát tiên đấy, rồi các cái mẫu nghê phượng hay là các mẫu ngũ long, thì hầu hết là các cái đường nét đục này được Mộc Nam Huy làm thì đều là rất là sắc và được chính khách hàng phản ánh đấy rất là tích cực quý chị nhé, với những đường nét đục rất là sắc và rất là đẹp. Hai chiếc ghế đều được Mộc Nam Huy làm cùng tiêu chuẩn đó là liền hoàn toàn đấy, liền hoàn toàn bức tó. Với cái tiêu chuẩn liền thì quý anh chị để ý này, so với hàng thị trường thì thông thường thì sẽ ghép ở đây đấy, quý anh chị có thể nhìn thấy một cách rất là rõ ràng, nếu như sản phẩm nó có ghép thì quý anh chị nhìn đằng sau. Thế nhưng ở đây này, quý anh chị thấy này, đó, tấm gỗ liền hoàn toàn đấy. Hàng liền hoàn toàn quý anh chị nhé. Hàng liền thì luôn luôn là nó giá trị hơn đó, và chúng ta dùng thì nó sẽ sang trọng hơn và nó sẽ không có cái hiện tượng sau này chúng ta sợ là nó bị nứt hay là bị xé gì hết quý anh chị nhé. Đó, rất là đẹp. Và mặt ván đây, tất cả đều là mặt ván tràng liền hoàn toàn 3 phân, rất là cứng. Đây là sản phẩm có giá là 46 triệu tại Mộc Nam Huy. Anh Tiến Minh mua và tặng về cho chú Út. Nhà mình có địa chỉ tại xã Bình Thạnh, huyện thuộc Thủ Thừa, tỉnh Long An. Vâng, và đây là sản phẩm đã được sơn hoàn thiện. Và đây là clip Mộc Nam Huy quay tại kho hàng và gửi đến anh Tiến Minh trước khi sản phẩm này được giao đến cho anh, để anh cũng như là gia đình có thể xem được cái sản phẩm của mình trước khi anh chị và chú Út ở nhà có thể nhận được sản phẩm nhé. Màu sắc thì đã được Mộc Nam Huy sơn theo đúng cái màu tiêu chuẩn của chất liệu gỗ gao đỏ, và độ bóng thì được sử dụng ở đây là độ bóng mờ 70%. Đấy, màu sắc bóng rồi chất lượng bóng thì được Mộc Nam Huy sử dụng là của hãng sơn O7, rất là đẹp và sạch sẽ. Trên bức tựa này thì quý anh chị có thể để ý rằng rất nhiều các cái đường nét chi tiết đục chạm có ở trên bức tựa này quý anh chị nhé. Đây, và đây, và đây là bức tựa liền, liền hoàn toàn từ trên xuống dưới và từ trái qua phải quý anh chị ạ. Chiếc ghế băng này thì nó sẽ là một trong những cái sản phẩm phải nói là một trong những cái món được đục nhiều nhất, vì đây là cái ghế nó dài nhất quý anh chị nhé. Đây, nhìn trực diện này quý anh chị có thể thấy rằng là một cái bộ ghế mà nó có tay nghe là một bộ ghế lớn này đấy, tay nghe liền nguyên khối, rồi bức tó liền, bức tựa liền, rồi mặt ván liền quý anh chị ạ, với rất nhiều những cái tiêu chuẩn mà phải nói là không phải mà quý anh chị có muốn tìm lúc nào nó cũng có quý anh chị nhé. Bởi vì đây là những cái tiêu chuẩn mà Mộc Nam Huy làm theo cái tiêu chuẩn của hàng đặt quý anh chị ạ, nó không có sẵn ở trên thị trường đấy. Và cái băng cũng vậy,
Nếu như là hàng ghép thì quý anh chị có thể nhìn từ đằng sau, anh chị nhìn thấy hàng ghép ngay, nhìn thấy đường ghép. Thế tuy nhiên hàng liền thì quý anh chị thấy này, liền hoàn toàn từ trên xuống dưới. Đấy, bức tó cũng vậy, bức tựa cũng vậy, liền hoàn toàn từ trên xuống dưới. Đó, và bên dưới đây tiếp xúc ở đây, đó là cái phần cây đỡ tựa quý anh chị nhá. Đó, và rất nhiều các cái chi tiết lọng thủng. Vâng, và nếu như quý anh chị có nhu cầu cho sản phẩm này, xin liên hệ với Mộc Lam Huy qua hai số điện thoại được ghi ở trên màn hình, hoặc quý anh chị cũng có thể tới xưởng để kiểm tra hàng mộc, mua hàng mộc và ký tên trước khi sơn. Vâng, và Mộc Lam Huy xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong các video kế tiếp.